Việt Công giáo xin kính chào quý cộng đoàn. Thiên Chúa là tình yêu, chỉ có Chúa mới yêu thương con người ta hết mực. Xin gửi tới quý cộng đoàn bài viết về ơn lạ mà một nữ tu Việt Nam được Chúa ban tặng. Chuyện một nữ tu ngông cuồng ở giáo phận Xuân Lộc được ơn chữa lành. Tôi biết rằng khi tôi kể câu chuyện này, nhiều người sẽ lên án và cười vào mặt tôi. Nhưng đó là câu chuyện có thật của đời tôi. Với tuổi đời đã xế bóng của một nữ tu, tôi còn sợ ai chê cười nữa đâu. Bởi tôi chỉ cần có Chúa là đủ rồi, và giờ đây tôi muốn được chia sẻ câu chuyện về cái thời còn háo đá của mình, có thể coi như là một cú ngã ngựa trong đời tôi. Và tôi cảm nhận được rằng, khi tôi càng yếu đuối, càng tội lỗi, càng phản bội Thiên Chúa, thì Ngài không bỏ rơi tôi. Nhưng càng yêu thương tôi, với những phép lạ trong đời, với những ai có lòng tin phó thác nơi Ngài, mới nhận ra đó là những phép lạ, những dấu chỉ tình thương Ngài ban cho chúng ta. Còn ai ngông cuồng ngạo mạn một thời như tôi, thì những chuyện lạ đó xảy ra chỉ là một sự trùng lặp nào đó thôi, chuyện lạ tháng ngày. Được sinh ra và lớn lên trong một gia đình gia giáo ở Trảng Bom, Đồng Nai, trong dòng họ nhà tôi có đến 2-3 linh mục và 3-4 nữ tu, rồi cứ theo nhịp sống gia giáo đó, tôi cũng bước chân vào nhà dòng. Khi nghe danh tiếng của dòng tộc nhà tôi, ai ai cũng ngưỡng mộ và kính nể. Thế là các mẹ bề trên không dám khó khăn với tôi. Từ đó, tôi sống cuộc sống dễ dãi, trong tư cách là một nữ tu mà sống dễ dãi. Từ đó tôi càng trở nên kiêu căng hống hách với chị em trong dòng. Trong đời sống cộng đoàn, chuyện gì tôi cũng không làm, nhưng ai làm chuyện gì, tôi cũng ý kiến chê bai. Tôi gây khó khăn, hà khắc với các chị em nữ tu lớp dưới nhỏ hơn tôi. Khi nhìn lại khoảng thời gian ấy, thật xấu hổ dường bao. Cuộc sống của một nữ tu hách dịch cứ tiếp tục cho đến một ngày, sóng gió cuộc đời đến với tôi. Sau 2 năm tiên khấn, tôi được phân công về phục vụ một giáo xứ thuộc hạt Biên Hòa. Tôi xin phép được giấu tên giáo xứ, và rồi 3 tháng ở với giáo xứ, tôi bị bệnh viêm tai mãn tính, máu mủ chảy ra, với mùi tanh hôi vô cùng khó chịu. Với cái bản tính ta đây, tôi không chịu được sự đau đớn, cũng như sự dơ giấy của bệnh tật. Nằm trên giường bệnh, tôi cằn nhằn rên la khó chịu với các chị em trong cộng đoàn. Những đêm dài thức trắng bởi sự đau đớn của bệnh tật, nó hành hạ thân xác tôi. Trong khung cảnh tĩnh mịch của căn phòng bệnh, tôi gào thét, tôi quằn quại không phải vì bệnh tật, nhưng vì tôi không muốn mọi người thương hại coi thường tôi. Thực ra nhớ lại những ngày tháng đó, tôi thương anh chị em giáo dân giáo xứ Biên Hòa lắm. Họ cũng thương tôi lắm, họ biết tôi đau nặng, nên thường lui tới với những món quà, những lời động viên khích lệ. Vài tháng trôi qua, bệnh tình không giảm chút nào, cơ thể tôi trở nên tiều tụy, tinh thần càng bạc nhược. Tôi gào thét với những câu hỏi ngớ ngẩn, tại sao Chúa lại để con trở nên như thế này? Dòng họ con dâng hiến cho Chúa nhiều người đi tu như vậy, sao Chúa không thương con, Chúa không bảo vệ con, không lẽ dòng tộc con, với 2-3 ông cha và 3-4 bà sư, chưa đủ đẹp lòng Chúa hay sao? Tôi thật ngớ ngẩn phải không mọi người? Ngông cuồng và háo thắng đó là bản chất của tuổi trẻ, và tôi thuộc trong số đó. Khi đó đã là tháng thứ 5 nằm trên giường bệnh, tôi quá mệt nhoài, tôi không còn sức lực kêu gào nữa. Rồi một ngày kia, tôi nhớ chính xác là ngày 25 tháng 1, ngày lễ Thánh Phaolô trở lại, có một cha già đến thăm tôi, và chính cuộc viếng thăm đó là ơn lạ Chúa ban cho tôi. Linh mục ấy từng là bác sĩ cho quân đội trong những chiến tranh loạn lạc. Ngài thăm tôi và Ngài hứa sẽ quay lại vài ngày sau đó với toa thuốc bắc trên tay. Tôi vâng lời Ngài, ngoan ngoãn như đứa con đói khát lâu ngày, kiên nhẫn uống thuốc từng ngày, chịu khó điều trị bệnh. Thì đúng sau 2 tuần, bệnh tình tôi thuyên giảm rất nhiều, tôi ngủ giấc sâu hơn, tôi ít khó chịu hơn. Có lẽ ngày lễ mừng kính Thánh Phaolô trở lại cũng là ngày tôi được ơn lạ, được ơn chữa lành, để rồi tôi cũng đứng lên, trở về với Chúa. Thật vậy, phép lạ đã xảy ra với tôi. Tôi phục hồi một cách lạ lùng. Tôi thầm tạ ơn Chúa, cảm ơn Cha. Tôi chợt nhận ra,
Đó là lần đầu tiên trong đời tôi biết cảm ơn Chúa. Từ trước đến giờ, những việc tôi làm, tôi cứ nghĩ là tôi đang ban phát cho Chúa và Chúa phải đền bù lại cho tôi một cách nào đó. Với cú té ngã đau đớn trong cuộc đời, tôi nhận ra rất nhiều giá trị lớn lao trong cuộc đời này, rằng tôi chỉ cần có Chúa cho tôi là đủ quá rồi, và tôi có gì đâu nếu không được Chúa thương ban. Tựa lép bên lòng Chúa, lòng tôi mới thảnh thơi được. Với tuổi đời cũng đã hơn 80, không phải tôi mượn cớ này để lên lớp hay dạy đời gì thế hệ trẻ. Nhưng tôi chỉ mong các thế hệ sau, nếu có đọc được câu chuyện đời tu của tôi mong các em cố gắng ngoan hiền trong bàn tay của Chúa, qua sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần. Ước mong sao đừng có ai phải bước trên vết xe đổ của đời tôi, và cầu chúc cho mỗi bạn trẻ biết sống quảng đại, dấn thân cho đấng tình quân, là đấng luôn dẫn dắt chúng ta trên nẻo đường đầy bao dung quảng đại. Để rồi từ đó mỗi người chúng ta cũng biết sống quảng đại yêu thương như chính Ngài đã đối xử với chúng ta. Xin mời mọi người cùng với tôi hát vang bài ca Muôn Ngàn Đời, Chúa Vẫn Trọn Tình Thương. Amen.